như vậy là vỡ lẽ ra là ông Trung và Thủy rất quan tâm đến nhau. Và vỡ lẽ ra thì đây cũng không phải là câu chuyện của riêng nhà ông Trung và bà Thủy. Giận hờn như thế này là thông thường nó lại bắt nguồn từ những cái động cơ rất là dễ thương. Tại sao mà mình cảm thấy bật cười với cái câu chuyện này và mình nói rằng nó không phải là câu chuyện riêng của nhà ông Trung bà Thủy? Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ đó là họ đúng nhưng mà họ không có nói. Thành ra là trong cái tiếp nhận của đối phương á, thì người ta lại có thể tiếp nhận theo rất nhiều kiểu khác nhau. Và cái sự đối thoại nhau nó không phải là một cái thói quen gọi là thường kỳ, thường xuyên và dễ thực hiện ở người Việt nói chung. Cho nên là cái dạng mà coi như là ông nói gà, bà nói vịt, ông muốn thế này, bà lại muốn thế kia, rồi coi như dằn hắt giận hờn nhau, là cái câu chuyện mà bạn sẽ rất là dễ gặp trong thực tế cuộc sống ở những cặp vợ chồng mà gọi là tuổi cũng hơi về chiều rồi đó. Mà em nghĩ là khi mà vợ chồng đã lớn tuổi, là họ ở bên cạnh nhau rất là nhiều năm rồi, thì họ phải hiểu nhau và họ nghĩ là vì như vậy họ càng không cần phải nói. Đúng là cái câu mà chúng ta cũng cảm thấy thắc mắc là ủa, đã là vợ chồng với nhau mà đến tuổi già thì phải hiểu nhau lắm chứ. Tại sao lại còn hiểu lầm như vậy? Thì đó, họ cũng sập đúng cái bẫy này như Ngọc nói. Tức là họ cũng mặc định là ở với nhau mấy chục năm trên đời để không hiểu ý tôi. Cái thành ra không nói, nhưng mà không hiểu thiệt chứ bộ giỡn đâu. Tại vì ý của tôi là một chuyện mà tôi bật cái ý đó ra lại là chuyện khác. Một cái sự việc nó diễn biến trong cuộc sống nhưng có thể nó gắn với rất là nhiều lý do, thì người ta cũng không biết là thực ra lý do của nó là lý do gì. Quy lại vẫn là cái câu chuyện là chúng ta thực sự chưa đối thoại. Và rất là may mắn, trong cuộc sống của ông Trung và Thủy, với câu chuyện ngày hôm nay chúng ta theo dõi, thì họ có những người liên quan và trở thành những người hòa giải rất là tuyệt vời. Cho nên đây cũng là cái lợi của cái việc là chung sống nhiều thế hệ. Cho nên là may cho ông Trung và Thủy là họ đã có bên cạnh mình những cái người như vậy. Nhưng với rất nhiều những cái cặp vợ chồng khác, họ vẫn có thể là cứ gọi là hiểu lầm kéo dài. Và không phải là không có những cặp vợ chồng mà tuổi cũng đã rất cao mà họ vẫn sẵn sàng đến tòa ly dị đâu. Trong thực tế là vẫn có những cái cặp như vậy. Và vì mình cứ nghĩ là đã hiểu nhau rồi không cần phải nói, nên là hiểu lầm, cứ chồng hiểu lầm. Và vì không nói nên đến lúc mà vỡ lẽ ra thì đôi khi là còn gây gổ nhiều hơn và mất hết cả hạnh phúc. Đúng rồi, từ những cái chuyện nhỏ khi mà họ đã không tháo gỡ những cái nút thắt đó, thì khi mà nó kéo dài nó sẽ tạo ra cái sự ùn ứ rất là nhiều về mặt tâm lý. Và thêm một điều nữa đó là một chuyện thì còn bỏ qua được, nhưng mà đến chuyện thứ hai, đến chuyện thứ ba, và đôi khi khi mà có thể ngồi lại được với nhau thì người ta cũng đã quá chán ngán với rất là nhiều những cái điều mà họ phải chịu đựng từ phía đối phương, và họ không còn những cái gọi là những cái mong muốn được gắn kết nữa. Thì đúng là điều này rất là đáng tiếc. Và đó là lý do mà tại sao cái việc đối thoại với nhau, hoặc là chúng ta chia sẻ cái thông tin về cái việc mà chúng ta đang làm với đối phương á, nó rất là quan trọng. Bởi vì ngay từ những cái việc nhỏ nhỏ chúng ta giải quyết thì chúng ta không cần phải tích tụ lại và không cần tạo ra những cái sự hiểu lầm lớn hơn. Chung quy lại vẫn là cái câu chuyện đó là chịu chia sẻ hay không chia sẻ. Mà em thấy là thường các quý ông thì muốn là hành động nhiều hơn lời nói. Thì bây giờ tôi làm nè, rồi nhưng làm mà phụ nữ yêu bằng tay. Mà chuyện gì cũng nói thì thành lại là nói nhiều quá. Mà đàn ông đâu thích nói nhiều đâu chị. Đàn ông không thích nói nhiều bởi vì họ nghĩ rằng nói nhiều không quan trọng. Nhưng đàn ông đối với phụ nữ thì phụ nữ rất thích nghe. Cho nên là mình nghĩ rằng là thôi thì chúng ta hãy vượt qua những cái chướng ngại tâm lý đó, hãy chia sẻ với nhau và chia sẻ một cách rất là nhẹ nhàng, chân tình, thì chúng ta sẽ giải quyết được những cái câu chuyện mà vốn dĩ cũng không nên để làm cho nó trở thành những cái vấn đề mà sau này khi nó to tát chúng ta quá khó khăn để giải quyết. Thực sự phải thừa nhận rằng là chúng ta vẫn hay mặc định rằng là tôi nói không được, tôi không có thói quen nói. Với lại một cái điều đó là ủa, nhìn phải hiểu chứ. Tất cả những cái sự suy diễn đó ngay từ bên trong và cái sự mặc định đó từ bên trong, nó giết chết mối quan hệ của chúng ta. Ở tuổi già, có nhiều bạn cũng thắc mắc rằng là đáng lý ra họ già rồi họ phải điềm tĩnh chứ. Đáng lý ra họ sống chung với nhau mấy chục năm rồi thì thôi mấy cái chuyện này họ phải bỏ qua chứ. Thì chúng ta lại quên mất rằng họ là người già. Tức là các cái yếu tố về thần kinh và sự nảy sinh về xúc cảm đó, đôi khi họ cũng không có kềm chế được. Cho nên ở tuổi già nhiều khi cơn giận nó sẽ bốc lên một cách rất là dữ dội, và họ rất là khó để kềm cái cơn giận của mình. Hoặc là khi họ buồn là họ buồn rất lâu và rất sâu, rất dai nữa. Cho nên với những cái thông tin đó thì nếu chúng ta đang ở chung với những người lớn tuổi và chứng kiến cái sự nóng giận của những người lớn tuổi dành cho nhau, thì chúng ta cũng nên là cái người hiểu rõ vấn đề và có thể tham gia hỗ trợ họ để họ có thể có được một cái cuộc sống an hòa với nhau và vui vẻ với nhau. Mà không biết là chị Tô Nha có để ý hay không, chứ em thấy là bà Thủy cứ nóng giận và giận ông Trung những chuyện rất là nhỏ. Ông Trung cũng giận những chuyện nhỏ mà em. Người già thì làm gì có chuyện lớn hơn nữa để mà giận. Và người trẻ rất là dễ quy kết là trời già khó tính khó nết. Thực ra người già thì họ đâu có chuyện gì để mà họ làm nữa.
Cho nên là họ cũng sẽ quanh quẩn với vườn tược, nhà cửa, bữa ăn, giấc ngủ. Thực ra người già, nếu như họ không gặp những biến cố quá lớn của cuộc sống và họ được sống đúng với một cái tuổi già bình thường, thì những điều họ quan tâm phải là việc nhỏ thôi. Đó là chuyện bình thường đó. Dạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Tô Nha với những lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho quý vị khán giả. Còn đến đây thì Minh Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những số phát sóng tiếp theo của Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và tiến sĩ tâm lý Tô Nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị.